Xin chào các bác nha. Chào các bác quay trở lại với kênh. Nay hướng dẫn các bác sửa cái van bệnh lỗi không báo chuông máy nha. Không kêu này. Đấy, bây giờ là hướng dẫn các bác tháo ra này. Bác nào biết rồi thì thôi nha. Tôi tháo cái đầu này ra. Đấy, cái này đợt trước nó cũng hỏng một lần rồi. À, hôm vừa rồi nó lại hỏng tiếp. Đây, bên trong này có hai con ốc. Bác tháo ra nha. Đây cũ của nó đây, cái chế mới nó gãy đây, không led nhỉ. Đây, cái này là cái lò xo nhá, kiếm cái lò xo bé bé như này. Đấy, giờ bắt tay vào làm nhé các bác nhé. Đấy, cái lò xo em uốn thẳng ra rồi. Một đầu mẹ các vào để đánh cong chỗ ốc, con ốc đầu tiên. Thế này cái kìm nhọn này. Kìm nhọn. Mẹ các một đầu vào. Nhớ là vừa với con ốc ấy. Đây này. Đấy. Bẻ cong một đầu vào. Chúng ta vặn lại thế này. Đấy, đó ạ. Đấy. Thứ hai là ta lấy cái cũ này. Các bác quấn làm sao mà nó vừa với hai con ốc. Quấn một vòng. Nó mà bị vặn thì nó phải ấy lại nha, xoáy lại nha. Xem là nó kích thước nó bằng nhau không để hai con ốc còn vừa vừa cái lỗ ấy, vừa khít này các bác nha. Đấy, các bác bẻ như này cho em nhá. Sau đó là mới vặn vào, ta mới đo thử xem này. Đấy. Rồi từ từ ướm nha các bác nha. Bởi vì cái bánh răng này nó to như này thì nó phải chườm ra ngoài này một tí. Đấy. Lấy cái kìm ta bẻ bẻ ngược cái đầu này lên. Máy mà bị cái này mà nó không kêu thì lúc xả ben máy nó chỉ ấy, nó nghe nó không sướng tai ấy. Nghe nó phải tạch 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 nghe nó mới sướng.
Cái này là em gọi là chế độ gõ chuông, chuông báo cối. Làm đơn giản nhanh nha các bạn. Các bác làm kỳ công nữa thì kiếm cái cót, cót đồ chơi trẻ con đấy, làm cái đấy thì nó bền. Em gọi cái này là chuông báo cối nha các bác nha. Chắc vào đã thấy chưa, để em rút vào đây em quay nha. Chuối ra tí. Đang thấy chưa? Lại kêu bình thường. Bên trong cối này có cái vòng, cũng có vòng bi các bác nhé, phải nhỏ nhỏ dầu nhớt thường xuyên vào đây, và lâu lâu cũng thế, chúng ta tháo ra, chúng ta bảo dưỡng rửa sạch sẽ đi, xong chúng ta lại chạ lại nhớt ở những cái bánh răng cối các thứ. Đó, ok các bác. Rồi, video kết thúc tại đây, xin chào, hẹn gặp lại các bác.